Rồi hai anh em mình sẽ giới thiệu một cái mẫu túi đeo gọn nhẹ của Tuyết Bill ha. Mẫu này anh em nó sẽ thiết kế cho anh em là hai cái ngăn để vít ở ngoài nè. Một cái ngăn anh em có thể để một cái cây khước vuông hoặc là cái điện thoại vào đây. Ngăn này mình để kìm vít gì lớn lớn của mình anh bỏ vào đây ha. Ở phía ngăn ngoài á, ngăn này mình sẽ để một cái con dao gập nè. Một cái cây bút lấy dấu hoặc là bút cửa điện. Bên đây được một cây bút nữa anh em. Cái dây này á là dây mình đeo băng keo. Bây giờ mình sẽ để thử cho anh em xem ha. Đầu tiên là mình có thể anh em có thể để một cái điện thoại vào nè. Đó, anh em đeo lên đai á thì để điện thoại gì mình lấy nó sẽ dễ dàng hơn, mình ngồi không bị cấn vào túi ha. Ở đây á em sẽ để được hai cái cây vít. Đó, hai cái vít rất là gọn. Rồi, thì ở đây mình có thể để một cái cây kìm, hai cây kìm. Đó, rất là gọn ha anh em. Rồi phía trước á anh em có thể như mình á, anh em có thể để một cái cây thước đo laser hoặc á là một cái con dao gập gì đây anh em. Đó, để vô rất là gọn gàng ha. Xong mình dán lại. Rất là ok. Ở đây á anh em có thể đeo thêm cụm băng keo nữa thì cái túi này rất là gọn nhẹ ha. Túi này vẫn là sử dụng cái bát tháo nhanh của Tuyết Bill. Cái này mình đeo lên đai hoặc là đeo trên cái thắt lưng của mình á, xong mình lấy túi nằm ngắn lên thôi. Đây, đây là một mẫu túi gọn nhẹ để dành cho anh em kết hợp với những cái bộ đai của mình ha anh em. Rồi, cảm ơn anh em.